Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở hẻm 126 đường liên khu 10-11 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Chính là căn nhà này ha, một chỉ một lầu có ban công này. Đây ha. Đây là con hẻm diện bao nhà này. Khúc này thì cũng tầm gần 3 mét ha, và nó là hẻm cụt. Em cụt các anh chị rất an ninh nha. Đó, sau này thì em cụt rồi. Thì nhà chúng ta đây là mới đẹp ha, sẵn sàng giao nhà cho các anh chị bảo luôn. Thì Sơn quay sơ qua cái con hẻm này các anh chị xem ha. Đó. Đây ha. Đó. Này. Bên ngoài thì rộng hơn chút nha. Đấy, xung quanh này. Nhiều nhà cao tầng ha. Đấy. Có đèn đường luôn này. Rồi, thì giờ chúng ta vào xem nhà các anh chị. Đó, vị trí đây ha. Đấy. Thì nhà chúng ta ngọc khúc này. Đó, bên đây ha. Đó. Một trên một lầu này. Rồi, chúng ta vào xem nhà. Thì căn nhà chúng ta có bề ngang phía trước này là gần 3m6 nha. Gần 3m6 và dài là 7m5. Một trên một lầu, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, có một ban công phía trước các anh chị. Đấy, nhà mới đẹp, sẵn sàng giao nhà các anh chị vào luôn nha. Thì căn nhà này chúng ta sẽ có hướng là Tây Bắc. Giấy tờ thì nhà chúng ta có sổ hồng riêng nhé, hoàn công đầy đủ luôn. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên và hỗ trợ vay ngân hàng nếu cho anh chị nào có nhu cầu ha. Thì diện tích đất mình được công nhận là gần 26m2 nhé, trong sổ là 25,9. Đó. Thì giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà kêu bán là 2,6 tỷ và còn thương lượng nhá. Gọi là còn bớt chút lọc tân gia để các anh chị vào nhà mới. Đó, dưới này chúng ta thiết kế rất đẹp này. Đây ha. Khu vực bếp ha. Đó. Thì đối với căn nhà này anh chị đi rất là dễ ha. Sơn hướng dẫn đường đi. Thì căn nhà này anh chị nào đi hướng để Sơn giới thiệu sơ cái đã. Cái này là để máy giặt này các anh chị. Đây là khu vực vệ sinh dưới tầng trệt ha. Không gian dưới trệt này. Thì với căn nhà này em chỉ đi ra đến đường Phan Ân đó, đến số nhà là 175 Phan Ân thì sẽ thấy một con đường đi vô. Đấy là đường liên khu 10-11 nha. Hoặc là các anh chị đi hướng từ đường Tô Hiệu, ngay đường Tô Hiệu quẹo vào đường Lý Thánh Tông, đi thẳng đường Lý Thánh Tông đến ngay ngã ba với Phan Ân đó, thì sẽ thấy đối diện là chính là số nhà 175 Phan Ân, là và bên cạnh đó sẽ là con đường là đường liên khu 10-11 nha. Hoặc là anh chị đi theo đường Hương Lộ 2 đến ngay đường liên khu 25, anh chị quẹo vô đường liên khu 25 đi một đoạn sẽ thấy đường liên khu 10-11 nằm bên phía tay trái đó. Thì Sơn giới thiệu sơ để các anh chị hình dung nhá. Nếu anh chị nào quan tâm thì Sơn sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Và phòng đầu tiên trên lầu 1 các anh chị thiết kế rất tinh tế ha, đẹp và sẵn sàng giao nhà các anh chị ở luôn này. Đấy, phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ phía trước này thì rộng rạ này. Trước này chúng ta có một ban công khoảng 1m rồi nhá. Ban công trước nhà 1m này. Đó, trước nhà nó có hơi mưa đó ha. Đấy, ban công 1m chúng ta này. Đấy. Nhà đối với chúng ta xây cao này. Đây ha. Đấy. Khu này thì nói chung là cũng an ninh yên tĩnh nhé. Vị trí này cũng khá tiện lợi cho các anh chị di chuyển nhé. Các anh chị có thể lên ngã tư Bốn Sảng rất tiện, hoặc là về quận 6, quận 11 cũng rất là gần ha. Về Đầm Sen cũng ok luôn. Rồi bây giờ Sơn quay sơ qua cái sổ hồng để các anh chị xem nha. Để các anh chị xem qua cái sổ hồng của căn nhà. Nói chung là nhà này thì các anh chị chỉ việc xếp vali vào ở thôi. Ok ha, bếp này. Đó. Rồi. Chúng ta xem sơ qua cái sổ hồng các anh chị. Qua cái này anh chị thấy không ạ?
Đây này, nhà chúng ta bị ngang là 3m57 này. Ngang là 3m57, phía hậu là 3m47, là có hẹp hậu chút xíu nha. Dài là 7m rưỡi. Cái ren lồi giới chúng ta là 1m8. Nhà có hướng Tây Bắc này. Diện tích đất của mình là 25,9, là gần 26 mét vuông nha. Phần ban công này là hiện tại không công nhận này. Phần ban công 1 mét này là nó không công nhận cái bệnh gạch đó. Nó dùng trên sổ hồng thì trên máy Sơn quay sơ để các anh chị xem sơ qua này nha. Rồi ok các anh chị nha. Như vậy thì Sơn cũng là quay chi tiết căn nhà cũng như là xem sơ qua vị trí, xem sơ qua cái pháp lý của căn nhà ha. Thì anh chị nào mà thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì liên hệ với Sơn để đến xem nhà và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Sơn nhắc lại giá bán cho căn này chủ nhà đang kêu bán là 2.6 và còn thương lượng nhé, bất lộc. Nhà mới đẹp, sẵn sàng giao nhà vào luôn nè. Rồi anh chị quan tâm thì gọi cho Sơn nha. Số điện thoại là 0915 987 168. Rồi cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Các anh chị nhớ bấm nút đăng ký bên dưới nhé để tiếp tục nhận được video mới nhất nhé. Rồi xin chào các anh chị.